em này 4 máy cả nhà. Em này đợi. Rồi Mẫn Long An mến chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình cũng tiếp tục chia sẻ cả nhà chiếc Ford này cả nhà. 6610D nha. Em này thì hàng bãi cả nhà. Hàng bãi giáp bánh lên. Thì bữa nay thì có cái phong trào mà kiểm định đó cả nhà. Từ hôm Tết giờ thì tất cả xe hàng bãi đều ráp bánh lên hết. Càng đèn xi nhan này kia là bắt buộc phải làm cho đầy đủ nha. Thì bên kho thì cũng ráp chiếc này lên hết rồi. Đó, kiểm tra đồ lại. Hơi đồ chất lượng nữa kia là đạt tiêu chuẩn kiểm định hết cả nhà. Mới lên ha. Thì bữa nay thì mình đi kho bãi thì mình thấy xe, mình cũng quay chia sẻ cả nhà nha. Đó, 18.4-34 cả nhà. Đó. Thì xe thì được kiểm tra làm hoàn chỉnh hết cả nhà. Em này là hàng bãi xuống công nha. Đó, lớp trước thì được thay mới luôn cả nhà, 12.4-24 luôn nè. Trước em nói thì là hàng zin nguyên bản luôn nè, chưa sơn chưa dặm gì hết, nguyên zin hết luôn cả nhà. Dòng pho này thì nó không có gì nhiều cả nhà. Em này là cái trục nó nằm ngang hông cả nhà. Nó nằm ngang hông là zin theo hàng bãi luôn nha. Thì chiếc này thì mình cũng quay chậm chậm cho cả nhà ha. Bạn nào quan tâm thì tới test máy cả nhà. Tại vì cái hàng bãi thì chưa dọn, chưa sơn dặm thì nó thấy cái nó chảy sơn suốt này kia thì nó sẽ có cả nhà. Mưa ngoài nắng nó tôm nó ấy nè ha. Trời mưa rồi, mưa rồi cả nhà ơi, mình quay tóm tắt gọn lại nha. Trước đùi sau nó hàng bãi zin hết nha. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Trời mưa tới rồi, nó kho bãi này rất nhiều xe cả nhà. Bạn nào có nhu cầu thì đến trực tiếp nha. Kho TW10 MT52 362
L133. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều.